Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đối thoại cải cách hành chính tháng 6 năm 2019. Chương trình ngày hôm nay sẽ có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng. Và ông Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Vâng, thưa ông Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc ạ. Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố thì đạt 89,1%, cao hơn 4,08% so với năm 2017, nhưng vẫn giữ ở nguyên vị trí là 8 trên 12 huyện thành phố. Thế thì tôi rất là muốn lắng nghe ý kiến của ông về những thách thức mà thành phố Bảo Lộc phải đối mặt trong thời gian qua để làm tốt công tác cải cách hành chính ạ. Chỉ số cải cách hành chính được đánh giá qua hai phương pháp với tổng số là 100 điểm, trong đó thì đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước là 65 trên 100 điểm và đánh giá thông qua điều tra xã hội học là 35 trên 100 điểm. Năm 2018, thành phố Bảo Lộc được các cơ quan của tỉnh đánh giá đạt 61,25 trên 65 điểm, đứng thứ 2 trên 12 huyện thành phố. Và điều tra xã hội học thì đứng thứ 11 trên 12 huyện thành phố. Tức là đối với các cơ quan nhà nước thì tăng 3 bậc so với năm 2017. Còn đối với điều tra xã hội học thì tăng 1 bậc so với năm 2017. Thì cộng lại thì thành phố Bảo Lộc là đứng thứ 8 trên 12 huyện thành phố. Qua số liệu trên thì cho thấy công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố đã có những nỗ lực đạt được nhiều hiệu quả. Tuy nhiên thì qua điều tra xã hội học thì thấy mức độ hài lòng của người dân đối với những cái dịch vụ công chưa cao, phản ánh công tác cải cách hành chính của thành phố còn một số tồn tại xuất phát từ những cái nguyên nhân sau. Thứ nhất là Ủy ban thành phố có mức độ giao dịch về thủ tục hành chính đối với người dân rất lớn, trên 8.000 hồ sơ một năm. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố thì giải quyết đúng hạn là đạt 98,5% năm 2018. Tuy nhiên, văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thì đặt tại Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc thì có cái số giao dịch rất là lớn, mỗi năm thì trên 20.000 hồ sơ. Đây là một cái khối lượng hồ sơ rất lớn, dẫn đến tức là việc quá tải, phát sinh một số hồ sơ giải quyết còn bị tồn đọng. Người dân đến giao dịch lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của văn phòng đăng ký đất đai thì có tâm lý là đánh đồng thủ tục hành chính là của Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, cho nên điều tra xã hội học thường có đánh giá không cao. Đối với cái lĩnh vực y tế, Ủy ban thành phố thường xuyên chỉ đạo việc nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ viên chức nhằm đạt được mức độ hài lòng của người dân. Cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị y tế và chất lượng khám chữa bệnh thì ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên thì việc khám chữa bệnh của một số cơ sở y tế cũng như là thái độ phục vụ của một số y bác sĩ thì vẫn còn những cái hạn chế. Bên cạnh đó thì thành phố Bảo Lộc là đô thị đang phát triển nên các vấn đề về ô nhiễm môi trường, giao thông đô thị, an ninh xã hội vân vân cũng phát triển sinh nhiều hơn các cái huyện khác, và mật độ dân số đông, trình độ dân trí cao, phát sinh nhiều giao dịch hành chính, do đó đòi hỏi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố phải luôn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động mới đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố. Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố thì từ trước năm giải phóng đến bây giờ là hơn 40 năm nhưng cũng chưa được tu sửa lại, cũng là một trong những hạn chế trong công tác hiện đại hóa nền hành chính. Trong năm 2019, thành phố Bảo Lộc quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt là nhằm tới mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn. Để đạt được điều đó thì thời gian tới chúng tôi sẽ thực hiện các cái giải pháp sau. Cái thứ nhất là tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015. Hệ thống một cửa điện tử được triển khai tại Ủy ban Nhân dân thành phố và 11 xã phường nhằm kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính chặt chẽ, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ bị trễ hạn. Thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Thứ ba là Ủy ban thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở ngành cấp tỉnh, chỉ đạo Bệnh viện Hai Lâm Đồng, Trung tâm Y tế, các trạm y tế nâng cao hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh và y đức, để nâng cao chất lượng và cắt giảm thời gian cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thứ tư là tăng cường thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính nhằm đề xuất với Ủy ban tỉnh sửa đổi bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, cắt giảm bớt thời gian, chi phí thực hiện thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân giải quyết thủ tục hành chính. Và một cái vấn đề nữa mà lâu nay thì chúng tôi chưa làm được thì sắp tới chúng tôi sẽ làm, đó là để phục vụ hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân trong việc nắm bắt thông tin về quy hoạch cũng như để tiết kiệm thời gian của công chức phòng quản lý đô thị, phòng tài nguyên môi trường. Thời gian tới thì Ủy ban thành phố Bảo Lộc sẽ tổ chức mỗi tuần một buổi cụ thể là phân công chuyên viên của phòng quản lý đô thị hoặc là phòng tài nguyên môi trường để tiếp công dân nhằm cung cấp các cái thông tin về quy hoạch. Lâu nay thì tức là người dân họ có thể đến bất cứ lúc nào, ngày nào đó, và yêu cầu tức là cung cấp thông tin về quy hoạch thì nhiệm vụ của nhà nước thì đều phải cung cấp các cái thông tin này, nhưng mà như vậy thì sẽ rất là mất thời gian. Cho nên chúng ta sẽ quy định rõ tức là một buổi nào đó thì người dân người ta biết để ngày đó buổi đó thì họ sẽ đến, và tức là cán bộ thì cũng tập trung trong cái thời gian đó để thực hiện cái nhiệm vụ giải quyết về các cái thông tin cho người dân. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Tại quyết định 2675 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 thì cũng đã xác định cái mục tiêu là sẽ tăng 2% so với năm 2018. Và để đạt mục tiêu này thì rõ ràng là cần sự vào cuộc của rất nhiều đơn vị địa phương, trong đó có Sở Kế hoạch Đầu tư. Vậy thì về phía Sở Kế hoạch Đầu tư, chúng ta đã được đưa ra những cái giải pháp nào rồi, thưa ông Nguyễn Văn Cường? Vâng, như các bạn đã biết là tháng 12 năm 2018 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đã tích cực triển khai thực hiện cái kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vào tháng 1 năm 2019 thì Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính của sở theo chức năng nhiệm vụ và căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó có xác định một số các cái giải pháp cụ thể để nhằm thực hiện tốt cái kế hoạch cải cách hành chính của Sở Kế hoạch Đầu tư nói riêng và kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh nói chung. Thứ nhất là Sở tăng cường các cái giải pháp và bố trí sắp xếp lại tổ chức cán bộ công chức cho phù hợp với vị trí công tác và vị trí việc làm như đã được xác định, nhằm tăng cường cái hiệu quả hiệu lực công tác của cán bộ công chức Sở Kế hoạch Đầu tư. Bên cạnh đó thì Sở cũng tăng cường cái công tác là đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức nhằm nâng cao cái năng lực công tác của cán bộ công chức, đồng thời là nâng cao cái tinh thần và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân trong cái quá trình thực hiện công vụ. Tiếp theo là Sở cũng đã củng cố cái vai trò của cái tổ thanh tra công vụ nhằm giúp cho giám đốc kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn những các cái biểu hiện nhũng nhiễu nếu có. Và tiếp theo là Sở cũng đã thành lập và củng cố cái tổ website của Sở nhằm kịp thời cập nhật những các cái văn bản quy phạm pháp luật mới đưa lên mạng thông tin của Sở, và đồng thời là bãi bỏ những các cái văn bản quy phạm pháp luật mà đã hết hiệu lực, đặc biệt là chú trọng cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với các tổ chức công dân thuộc cái nhiệm vụ giải quyết của Sở Kế hoạch Đầu tư. Và Sở cũng đã thực hiện nghiêm túc cái lộ trình cắt giảm cái chi phí thời gian để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư và đăng ký kinh doanh. Và cụ thể ở đây là chúng tôi đã cắt giảm 20% cái thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư và trên 30% thời gian đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Và chúng tôi cũng đã quyết tâm và nâng cao cái tỷ lệ hồ sơ được giải quyết theo cái mức độ là mức độ 4, nghĩa là mức độ là phục vụ mức độ công, dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Và chúng tôi cũng nhân đây cũng rất mong rằng là các cái tổ chức cá nhân khi thực hiện các cái thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh thì hãy hưởng ứng cái thực hiện cái đăng ký thủ tục theo cái mức độ dịch vụ công trực tuyến, để thứ nhất là cũng để tạo điều kiện thuận lợi cho các cái tổ chức cá nhân được tiếp cận những các cái dịch vụ công của nhà nước tốt nhất. Và cuối cùng là chúng tôi cũng đã quán triệt cán bộ công chức là thực hiện nghiêm các cái thủ tục hành chính mà đã được quy định,
giảm tối thiểu cái điều kiện mà phải chỉnh sửa bổ sung hồ sơ, và nếu có thì cũng không được phép là yêu cầu các tổ chức cá nhân điều chỉnh bổ sung hồ sơ quá một lần. Và cuối cùng là chúng tôi cũng đã huy động các cái tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên, công đoàn trong cơ quan tham gia vận động cán bộ công chức để hưởng ứng thực hiện cái kế hoạch cải cách hành chính của sở đã đề ra, cũng như là thực hiện tốt cái kế hoạch cải cách chung của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành. Dạ vâng, xin cảm ơn ông với những cái giải pháp quyết liệt như vậy, thì hy vọng rằng là chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ có những chuyển biến tích cực hơn năm 2018. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ bộ phận kỹ thuật để chúng ta lắng nghe một câu hỏi từ một vị khán giả gọi đến cho chương trình ạ. Xin mời ạ. Đọc báo thì tôi thấy nói là năm 2019 tiếp tục là năm các cơ quan nhà nước thực hiện tinh giản biên chế đó. Thì vậy kế hoạch tinh giản biên chế của thành phố Bảo Lộc trong năm nay là như thế nào? Nếu bị người bị buộc thôi việc có nguyện vọng muốn đi học nghề thì có nhận được hỗ trợ gì thỏa đáng không ạ? Dạ vâng ạ, câu hỏi của một bạn khán giả quan tâm đến công tác tinh giản biên chế của thành phố Bảo Lộc trong năm 2019. Vâng, và những cái hỗ trợ cụ thể, xin mời ông. Đối với công tác tinh giản biên chế của thành phố Bảo Lộc thì tức là chúng tôi có kế hoạch tức là đến năm 2021 thì sẽ giảm 10%. Cho nên tức là sẽ cũng sẽ chia đều cho cái các năm. Tất nhiên tức là cũng không phải là đối với các cơ quan nào thì là cũng thực hiện cái điều đó. Và có một số thì tức là đến tuổi giờ đến năm 2021 thì chúng ta sẽ đến tuổi nghỉ hưu thì chúng tôi sẽ không tiếp nhận thêm nữa. Và cũng có một số những cái trường hợp thì tức là có thể là đơn vị này thì tính giảm, nhưng có thể là đơn vị khác do nhu cầu công việc thì cũng có thể tức là không tính giảm. Còn về đối với cái nội dung tức là những cái hỗ trợ cho những cái đối tượng sẽ bị tinh giản hả? Dạ, những cái hỗ trợ cho cái đối tượng bị tinh giản thì cái này thì cũng thực hiện theo cái chế độ chính sách của nhà nước. Vâng ạ, nếu những cán bộ bị buộc thôi việc như anh vừa mới đặt câu hỏi đó, là nếu có nguyện vọng đi học nghề thì có nhận được cái sự hỗ trợ từ Ủy ban nhân dân thành phố hay không ạ? Hàng năm thì Ủy ban nhân dân phố tức là có chi ra tức là khoảng 100 triệu đồng để phục vụ cho cái việc đầu tư học nghề cho các đối tượng chính sách, và đối với những kể cả những cái đối tượng tức là thanh niên hoàn thành cái nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự. Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Nếu mà các vị khán giả có cần thêm những thông tin liên quan tới việc tinh giản biên chế, kế hoạch tinh giản biên chế và những cái hỗ trợ này thì sẽ liên lạc với phòng ban nào tại Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc để được giải đáp ạ? Nếu đối với những cái chính sách này thì thể là liên hệ với Phòng Lao động Thương binh Xã hội, và trong đó có sự phối hợp của Phòng Nội vụ cũng như tức là Phòng Tài chính Kế hoạch. Dạ vâng ạ, nếu quý vị khán giả có cần thêm những thông tin liên quan đến việc hỗ trợ cho những đối tượng bị tinh giản biên chế trong năm 2019 thì quý vị và các bạn có thể liên lạc tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội và Phòng Nội vụ của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc để có thêm nhiều thông tin chi tiết hơn nữa. Xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình ạ. Vâng, và tôi được biết rằng là Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc cũng đang hoàn chỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố không đảm bảo quy mô dân phố trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Thế thì xin ông cho biết cụ thể hơn về cái kế hoạch này ạ. Thành phố Bảo Lộc hiện có 165 thôn, tổ dân phố, trong đó thì có 59 thôn và 106 tổ dân phố. Căn cứ thông tư 14/2018 của Bộ Nội vụ quy định thôn ở vùng Tây Nguyên thì từ 200 hộ trở lên và tổ dân phố thì từ 250 hộ trở lên. Thì qua kết quả rà soát hiện nay thì thành phố Bảo Lộc có 45 thôn và 56 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình. Một thôn thì có quy mô số hộ gia đình nhỏ hơn 50% tiêu chuẩn quy định, và
có 13 thôn và 50 tổ dân phố thì có quy mô hộ gia đình đạt trên 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn hộ gia đình theo quy định. Căn cứ vào thực trạng của các tổ dân phố hiện nay và điều kiện thực tế của địa phương, các quy định về điều kiện tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố và trên cơ sở phương án đề xuất của Ủy ban nhân các xã phường, thì Ủy ban nhân thành phố đã ra soát, đánh giá và đã xây dựng phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và đã trình Ủy ban tỉnh Lâm Đồng phê duyệt phương án sắp xếp sáp nhập 53 thôn, tổ dân phố gồm 9 thôn và 44 tổ dân phố. Dự kiến sau khi thực hiện phương án sắp xếp sáp nhập thì tổ dân phố và thôn thì thành phố còn lại 153 thôn tổ dân phố, giảm 12 thôn tổ dân phố, trong đó thì thôn còn lại 58 giảm 1 thôn và tổ dân phố thì còn 95 giảm 11 tổ dân phố. Vâng ạ, xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa mới chia sẻ. Trong bối cảnh mà chính phủ đang có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thì tỉnh Lâm Đồng cũng đã có nhiều động thái tích cực nhằm phấn đấu hướng đến mục tiêu này. Tuy nhiên, thực tiễn thì cũng cho thấy một số những vấn đề nảy sinh. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên thực hiện chương trình đã ghi nhận được. Gắn phát triển du lịch với nông nghiệp sinh thái, thực phẩm hữu cơ là ý tưởng khởi nghiệp của công ty cổ phần Hana Group. Trong buổi đầu đi vào hoạt động, còn nhiều khó khăn bỡ ngỡ. Do vậy, ngoài việc phát huy nội lực của chính mình, thì điều mà công ty quan tâm là ngành chức năng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực đầu tư và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Mong muốn mà tôi trong thời gian ngắn sắp tới á, là sẽ hoàn tất được thủ tục để mà có thể nhận được cái quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh. Từ tháng 11 đến giờ thì mãi vẫn chưa làm xong, và nó vẫn còn nhiều các bước, nhiều cái khâu ấy, thì thật sự nó cũng chưa có thể dễ dàng để cho 17 bạn khởi nghiệp có thể dễ dàng làm được. Thì có rất là nhiều bạn cũng cảm thấy khó khăn như tôi vậy. Điều mà công ty Hana Group quan tâm cũng là trăn trở chung của nhiều doanh nghiệp. Để tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn nữa thì cũng phải rất cần đến sự hỗ trợ về cái mảng tín dụng, đặc biệt là tín dụng nhu cầu của phát triển doanh nghiệp. Bây giờ chúng ta thấy là bây giờ hàng năm chúng ta đã ký được những hợp đồng xuất khẩu rất lớn ra nước ngoài rồi. Chúng ta cần nguồn vốn để mà đầu tư thêm về đất, quỹ đất, đầu tư thêm về công nghệ và nhà xưởng. Theo số liệu thống kê, trong năm 2018, tỉnh Lâm Đồng có trên 1.000 doanh nghiệp đăng ký mới, nâng tổng số trên 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Mặc dù địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tuy nhiên trong quá trình triển khai còn bộc lộ nhiều bất cập. Khuôn khổ pháp lý về quản lý doanh nghiệp sau khi thành lập chưa hoàn thiện. Do khó khăn về nguồn nhân lực nên hầu hết các địa phương chưa thể tổ chức riêng bộ phận hậu kiểm trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Mặt khác, cùng với sự tăng trưởng nhanh về số lượng doanh nghiệp qua từng năm, thì có không ít doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả, dẫn đến giải thể. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh còn chưa chặt chẽ, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành liên quan. Trong cái quản lý và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thì nó chưa được đồng bộ, chưa được chặt chẽ. Cái này, điều này nó mới dẫn đến cái việc là, thứ nhất đó là về cái số liệu, thông tin số liệu về doanh nghiệp nó không thống nhất. Thứ nhất là về thông tin số liệu. Đấy, từ đó thì nó dẫn đến cái việc là cái nhận định, cái đánh giá của cơ quan chuyên môn ấy, là cơ quan tổng hợp về cái công tác phát triển của doanh nghiệp nó chưa được đầy đủ, chưa được chính xác. Dẫn đến cái việc đề xuất các cái giải pháp để mà tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như đề xuất các biện pháp để mà khắc phục những tồn tại hạn chế nó còn hạn chế nhất định. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020, Lâm Đồng có 10.000 doanh nghiệp hoạt động, thì việc nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý ổn định, an toàn và môi trường cạnh tranh lành mạnh. Từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Mặt khác, các ngành chức năng liên quan, trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đầu mối phải tiếp tục thực sự là bà đỡ để tiếp bước nâng tầm, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Vâng, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư có ý kiến gì sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi ạ? Trước hết là tôi rất cảm ơn đài truyền hình đã thực hiện những các cái phóng sự như thế này, và chúng tôi cũng rất mong là trong thời gian tới thì
những các cái phóng sự như thế, tương tự như thế này cũng sẽ được nhiều hơn. Cái thứ nhất là giúp cho các cơ quan nhà nước nắm bắt được những các cái thông tin về tâm tư tình cảm của doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện đi vào sản xuất kinh doanh. Và đây là một cái nguồn thông tin mà nó mang tính hai chiều. Cái thứ nhất là cũng để tuyên truyền cho các cái doanh nghiệp khác nắm được những các cái thông tin về chính sách của nhà nước. Thứ hai là cũng để cho các cái cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Sở Kế hoạch Đầu tư, cũng qua những các cái kênh phóng sự như thế này nắm bắt được những các cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong cái quá trình triển khai thực hiện, để chúng tôi kịp thời tham mưu đưa ra giải pháp cho Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là những các cái doanh nghiệp mà mới thành lập đi vào hoạt động, để làm sao mà cho doanh nghiệp đăng ký thành lập ngày càng nhiều hơn. Và sau khi thành lập được doanh nghiệp rồi thì cũng phải đi vào sản xuất kinh doanh và phát triển mạnh mẽ, đẩy mạnh. Qua đây thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là trong cái quá trình mà triển khai những các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp thì đâu đó ở các bộ phận nào đấy vẫn còn có những cái khâu chưa được tốt trong cái quá trình mà hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp, mặc dù chính sách của tỉnh là đã có. Và chúng ta cũng rất mong muốn là hỗ trợ làm sao để cho cái doanh nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, để cho nền kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển lên. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn đài truyền hình cũng đã có những các cái phóng sự và đưa ra những các cái thông tin nhằm giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước quản lý tốt trong thời gian tới. Dạ, xin ông cung cấp thêm một số những cái thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp như hai doanh nghiệp vừa nêu trong phóng sự được không ạ? Qua đây thì chúng tôi cũng xin thông báo với các quý vị rằng là trong những năm vừa qua thì là Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai rất nhiều các cái chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Trong cái công tác là hỗ trợ đào tạo lao động cho doanh nghiệp thì là tỉnh cũng đã dành những các cái nguồn kinh phí để cho các cái cơ quan, các ngành chuyên môn thực hiện những các cái chương trình này. Rồi chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cái chuỗi liên kết, hình thành cái cụm liên kết và tham gia chuỗi giá trị của tỉnh Lâm Đồng. Rồi chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Rồi chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Rồi ngoài ra thì còn có rất nhiều các cái chương trình khác, như là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc, cũng như là bảo hộ thương hiệu của doanh nghiệp nhằm tạo cho doanh nghiệp có những các cái điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh. Cũng như là các cái chương trình mà chúng ta vẫn làm thường xuyên trước những năm trước cũng như bây giờ, là cái chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch. Thì là hàng năm là tỉnh cũng tổ chức rất nhiều các chương trình ở các tỉnh thành phố lớn, cũng như là các nước mà chúng ta có những cái quan hệ mà có thể sản xuất xuất khẩu sản phẩm sang những các cái nước đấy được. Thì là chúng ta cũng đã, tỉnh cũng đã triển khai rất nhiều các cái chương trình như vậy. Và cũng rất mong là các cái doanh nghiệp trong cái quá trình mà tỉnh tổ chức hoặc là triển khai thực hiện những các cái chương trình hỗ trợ như vậy thì cũng tích cực tham gia và đăng ký tham gia, để cho cái hoạt động của kinh tế của cộng đồng doanh nghiệp chúng ta được tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn ông ạ. Trong năm 2018 thì Lâm Đồng đạt thứ hạng 27 trong bảng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI. Có thể thấy rằng là BCI không chỉ là quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, mà còn thể hiện năng lực lãnh đạo và điều hành của chính quyền địa phương. Trong những năm qua thì tỉnh Lâm Đồng cũng đã có rất là nhiều những nỗ lực để có những chuyển biến nhất định trong chỉ số BCI. Riêng đối với thành phố Bảo Lộc thì sao? Chúng ta đã có những giải pháp nào để cùng với tỉnh cải thiện và nâng cao chỉ số BCI? Vâng, với định hướng phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện bền vững giai đoạn 2016-2020, theo nghị quyết 04 ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, để đáp ứng yêu cầu là trung tâm dịch vụ, công nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao khu vực phía Nam của tỉnh. Do đó, để cùng với tỉnh cải thiện chỉ số CPI, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia góp phần phát triển kinh tế địa phương, Ủy ban nhân thành phố Bảo Lộc đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ để không ngừng nâng cao chỉ số CPI như sau. Thứ nhất là triển khai công tác xây dựng và nâng cao về nhận thức
trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị trong xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất, nắm vững các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách, các quy trình, thủ tục giải quyết công việc để vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tế của địa phương. Thứ hai là tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp. Định kỳ hàng năm thì tổ chức một lần gặp gỡ, trao đổi và giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp. Thứ ba là tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục để doanh nghiệp có thể tham gia vào thị trường. Thứ tư là hoàn thiện và công khai minh bạch các cái quy hoạch đất đai xây dựng để các doanh nghiệp nắm bắt thông tin, lựa chọn đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận và bình đẳng trong thụ hưởng các chính sách ưu đãi. Thứ năm là công bố rộng rãi các thông tin về chương trình dự án, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, tăng cường công tác đối thoại qua các kênh truyền thông, nắm bắt kịp thời những cái khó khăn phát sinh để có những cái chính sách quyết định hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất, tạo điều kiện duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về đào tạo lao động thì hàng năm Ủy ban thành phố Bảo Lộc là bố trí kinh phí khoảng 100 triệu đồng tổ chức đào tạo lao động các ngành nghề cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Sở Lao động Đồng Thương binh Xã hội tỉnh tổ chức ngày hội việc làm, kết nối cho khoảng 60 doanh nghiệp ký kết hợp đồng lao động với khoảng 2.500 vị trí việc làm. Ngoài ra thì Ủy ban thành phố tạo điều kiện cho các cơ sở dạy nghề tư thục tiếp nhận đào tạo nghề cho các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký trực tiếp. Dạ vâng ạ. Trên các chỉ số thành phần PCI thì Lâm Đồng có điểm đánh giá thấp ở cái chi phí không chính thức nè, tính năng động hay là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, và điểm đánh giá không có chuyển biến nhiều đó là ở tiêu chí tính minh bạch và tính năng động cũng như là đào tạo lao động. Thế thì với cương vị và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch Đầu tư thì chúng tôi rất là muốn lắng nghe ý kiến của ông về vấn đề này. Xin mời ông Nguyễn Văn Cường. Như các bạn đã biết thì vào tháng 3 năm 2019 thì VCCI đã công bố cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của quốc gia, của trên toàn quốc gia. Thì như bạn cũng đã thấy rằng là trong 10 cái chỉ số thành phần của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2018 được đánh giá thì chúng ta thấy là có 7 cái chỉ số thành phần là tăng hạng và có 3 chỉ số thành phần thì là giảm so với năm 2017. Thế thì trong 7 chỉ số thành phần đấy thì các bạn cũng đã biết là cái chỉ số mà được tăng hạng nhiều nhất là chỉ số về thể chế pháp lý, chúng ta tăng lên 17 bậc. Tiếp theo là cái chỉ số về chi phí thời gian thực hiện các cái thủ tục của quy định của cơ quan nhà nước là chúng ta tăng được 16 bậc. Và chi phí đất đai, rồi đặc biệt là cái chi phí không chính thức thì chúng ta cũng đã tăng được 5 bậc. Như vậy là chúng ta có 3 cái chỉ số bị giảm bậc, đó là cái hỗ trợ lao động, hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo lao động và cái chi phí về tính thông tin minh bạch trong cái tiếp cận thông tin. Thì ngay sau tháng 3 năm 2019 VCCI công bố thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức một cuộc họp với các sở ban ngành để đánh giá và xác định những các cái tồn tại, những nguyên nhân, những yếu kém và nó nằm ở những các cái khâu nào trong cái 10 cái chỉ số thành phần này, nhằm đưa ra những các cái giải pháp và các cái nhiệm vụ để khắc phục những các cái tồn tại yếu kém trong cái năm 2018. Thế thì như các bạn đã biết là tháng 4 năm 2019 thì Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành một cái kế hoạch 2266 nhằm đưa ra một cái giải pháp tổng thể để nhằm cải thiện cái môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó thì Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng cũng đã xác định cái 5 cái giải pháp chủ chốt mà tôi nghĩ rằng là khi triển khai 5 cái giải pháp chủ chốt này thì hy vọng là đạt được cái mục tiêu với cái kế hoạch của tham vọng của ban tỉnh là từ năm 19 đến năm 21 chúng ta phải đưa Lâm Đồng
vào trong cái top 20 của toàn quốc. Thế thì năm cái giải pháp đó là, cái thứ nhất là phải tăng cường cái vai trò trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong cái việc là tham mưu cho Ủy ban tỉnh đưa ra cái giải pháp để khắc phục. Và đồng thời các cơ quan đó cũng là người trực tiếp để triển khai thực hiện các cái giải pháp đấy cho có hiệu quả. Một cái giải pháp thứ hai nữa là Ủy ban nhân tỉnh đưa ra là chúng ta phải tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa các quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh. Đây cũng là một trong những cái giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đăng thành lập mới và phát triển hơn nữa. Tiếp theo là Ủy ban tỉnh đưa ra một cái giải pháp nữa là chúng ta phải cải cách một cách toàn diện cái công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia nhằm minh bạch hóa các cái thông tin và giảm các cái phiền hà cho trong cái quá trình kiểm tra quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tạo cho doanh nghiệp có điều kiện để phát triển. Và một cái giải pháp nữa là chúng ta phải tăng cường đẩy mạnh cái thanh toán điện tử và đẩy mạnh cái dịch vụ công trực tuyến. Như ở Sở Kế hoạch Đầu tư thì hiện tại chúng tôi đang thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến, đây là lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Nhưng rất tiếc là cũng rất ít các cái cá nhân tổ chức tham gia thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến này. Và cái cuối cùng là Ủy ban nhân dân tỉnh là phải tạo, yêu cầu các ngành là phải tạo ra một cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có cái chính sách khuyến khích và hỗ trợ các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để làm sao cho môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Lâm Đồng ngày càng hấp dẫn hơn và thu hút được nhiều các đơn vị cá nhân để tham gia thành lập mới các doanh nghiệp, và cũng như là thu hút được nhiều các cái nhà đầu tư có tiềm lực vào để đầu tư phát triển kinh tế Lâm Đồng trong những năm tiếp theo. Dạ, xin cảm ơn ông. Như ông vừa mới chia sẻ thì các doanh nghiệp ít tham gia đăng ký kinh doanh trên hệ thống trực tuyến, vậy thì nguyên nhân do đâu? Theo tôi thì nó có mấy nguyên nhân thế này. Thứ nhất là có thể là cái công tác thông tin tuyên truyền của chúng ta nó chưa được đến với đông đảo các cái tổ chức cá nhân trong cái địa bàn tỉnh. Cái thứ hai là tâm lý e dè của các cái tổ chức cá nhân khi đăng ký trực tuyến thì là có thể là họ cũng chưa còn đang e dè về trong cái lĩnh vực như thế này. Và tôi nghĩ là trong cái chương trình cải cách hành chính như thế này thì cũng là một dịp để chúng tôi gửi những cái lời nhắn nhủ và mong các cái cá nhân và các cái tổ chức tích cực hưởng ứng những các cái nội dung như thế này. Dạ, vâng, xin cảm ơn ông ạ. Cải cách hành chính là hướng đến sự hài lòng của người dân. Và trong thời gian thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận rất nhiều các ý kiến, những đóng góp của người dân tại thành phố Bảo Lộc liên quan đến công trình xây dựng đường tránh thành phố Bảo Lộc, hay còn có tên gọi là đường vành đai phía Nam thành phố Bảo Lộc. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên thực hiện chương trình tại thành phố Bảo Lộc. Đường tránh quốc lộ 20, đường tránh thành phố Bảo Lộc hay đường vành đai phía Nam thành phố Bảo Lộc là hạng mục xây dựng nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 20 của tỉnh Lâm Đồng, có chiều dài 15,6 km với tổng kinh phí xây dựng hơn 800 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 8 năm 2017, tuy nhiên dự án bị chậm tiến độ trong quá trình thi công do các nhà thầu chưa thực sự quyết liệt và công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Trong quá trình thực hiện cái dự án đường tránh quốc lộ 20 của thuộc cái địa phận xã Lộc Nga thì hiện nay đối với địa phương thì còn hai cái kiến nghị của cử tri. Một á, là cái vướng mắc về cái chín cái hộ bị sạt trượt chưa được đền bù hỗ trợ. Cái thứ hai là còn 17 cái đường kết nối dân sinh thì hiện nay thì đơn vị chưa thực hiện, cũng như là hiện nay thì đối với chính quyền địa phương cũng không biết là đơn vị nào thực hiện. Những tuyến đường dân sinh cắt ngang trên bên do đường chính bị hạ xuống từ 8 đến 10 mét. Rất là nguy hiểm, cho nên là cần phải có. Ví dụ như bây giờ, chị thì đây là góc độ người dân,
thì ai cũng muốn là hạ thấp xuống để cho cái tầm nhìn nó thoáng, với lại còn ít đất đấy thì người ta sẽ trồng cấy đi ra cái đường này được, chứ còn nếu mà đi vào kia thì không thể đi được. Đó là những cái mà bà con ai cũng mong muốn điều đó. Các hạng mục công trình thuộc dự án đường vành đai phía Nam thành phố Bảo Lộc thi công còn kéo theo hệ lụy sụt lún, sạt lở đất sản xuất của người dân. Tình trạng sạt lở thì lần đầu là đường làm xong là nó sạt từ trên đồi xuống đẩy đường ra luôn, còn bây giờ là nó nứt, càng ngày thì càng nứt sâu, cứ mỗi một đợt mưa lại nứt sâu thêm. Theo kế hoạch, dự án đường vành đai phía Nam thành phố Bảo Lộc sẽ hoàn thành trong năm 2019 này. Hiện tại đường chính đã được thông tuyến, chỉ còn các hạng mục cầu cống. Tuy nhiên, người dân sinh sống sản xuất dọc tuyến đường này vẫn chưa biết khi nào thì 17 tuyến đường dân sinh cắt ngang và tình trạng sụt lún, sạt lở đất được khắc phục. Vâng, xin mời ông Phan Văn Cương sẽ có một số chia sẻ sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi. Vâng, xin cảm ơn. Thực ra thì đường rảnh thành phố Bảo Lộc được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư với chiều dài là 15,5 km, đi qua địa bàn của 4 phường, 2 phường và 2 xã. Và trong quá trình triển khai thi công thì cũng đã gặp một số những cái trục trặc nhất định gây khó khăn cho bà con dọc hai tuyến đường. Thứ nhất là tôi nói về cái phần mà trượt sụt mà như trên phóng sự đã phản ánh, thì có một số cái vị trí tức là đào đường phải đi qua tức là đồi núi, cho nên đào sâu đập cao, và những cái vị trí đào sâu thì tức là có cái hiện tượng tức là sụt lún đất xuống phần đường và làm hư hỏng cả cái hoa màu của bà con nhân dân. Thì tiếp nhận được những cái ý kiến phản ánh của bà con nhân dân thì Ủy ban nhân thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo Trung tâm Tư vấn Phát triển Quỹ đất là cái đơn vị tức là làm công tác đền bù giải phóng mặt bằng, phối hợp với Ban Quản lý Dự án 7 của Bộ Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần BT20 Cửu Long, Ủy ban nhân phường Lộc Sơn, xã Lộc Nga và các cái đơn vị thi công và 11 hộ dân bị ảnh hưởng do trượt sụt tuần ly dương để thực hiện cái việc kiểm kê tài sản hóa màu vật kiến trúc trên cơ sở rãnh mốc bị sạt trượt do Ban Quản lý Dự án 7 thì chủ đầu tư cắm ngoài thực địa để xây dựng cái phương án trình thẩm định phê duyệt chi phí ảnh hưởng để làm cơ sở cho chủ đầu tư làm việc với đơn vị bảo hiểm dự án chi trả tiền cho các hộ dân, vì các cái phạm vi này thì nằm ngoài cái phạm vi tức là giải phóng mặt bằng của dự án. Đến nay thì Ủy ban nhân dân phố Bảo Lộc đã ban hành các cái quyết định 756 rồi 793 về cái đền bù với tổng số tiền là 894 triệu đồng và đang đề nghị chủ đầu tư chuyển tiền để chi trả cho 11 cái hộ dân. Thì các hộ bị ảnh hưởng nêu trên như lúc nãy tôi đã nói là nằm ngoài cái phạm vi ranh giải phóng mặt bằng, bởi vậy cho nên tức là cái này thì đơn vị bảo hiểm dự án sẽ chi trả, và khi đơn vị bảo hiểm công trình họ chuyển tiền thì thành phố sẽ chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tức là chi trả cho bà con nhân dân. Cái số này thì đến nay đã thống kê và đã có số liệu ra có quyết định đền bù rõ ràng. Đối với cái việc tức là bất cập nữa là trong cái quá trình triển khai thi công thì có một số cái tuyến đường dân sinh tức là thi công gây cản trở cho sự đi lại của bà con nhân dân, cũng như một số cái vị trí thoát nước tức là không thoát nước được. Thì nhận được đơn của các hộ dân thì Ủy ban thành phố đã có cái văn bản 2394 và 2398 rồi 2432 giao cho phòng quản lý đô thị phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cái địa phương tiến hành khảo sát, xác định tính toán tức là những cái ảnh hưởng này trên cơ sở khảo sát hiện trạng và kiểm tra hồ sơ thiết kế và ý kiến của các cơ quan chuyên môn. Thì phòng quản lý đô thị cũng đã tham mưu cho Ủy ban thành phố Bảo Lộc ra cái quyết định
2697 ngày 20 tháng 12 năm 2018. Đó, trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân, và theo đó thì phần lớn các cái tuyến đường hẹp mà các hộ dân đề nghị vụt nổi thì đã được xác định trong cái hồ sơ thiết kế tuyến đường tránh phía Nam, và đến cái thời điểm hiện tại thì một số tuyến đường đã được thi công vụt nổi hoàn chỉnh, còn một số tuyến đường thì đang trong quá trình thi công, thì chúng tôi sẽ chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với ban quản lý dự án 7 của Bộ Giao thông Vận tải để làm sao tức là tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho bà con dân trong quá trình đi lại sản xuất cũng như là các cái hoạt động khác. Ngoài ra thì một số kiến nghị khác có liên quan đến việc thi công đường tránh cũng được Ủy ban thành phố Bảo Lộc kịp thời xử lý, như đề xuất chủ dự án điều chỉnh bổ sung cái hệ thống thoát nước tại hẻm 406 đường Trần Hưng Đạo, tổ 222 phường Lộc Sơn, và tại tổ 5 cái đoạn cuối đường Chi Lăng của phường Lộc Sơn. Hiện thì tuyến đường tránh phía Nam quốc lộ 20 đang được tiếp tục triển khai đầu tư. Trong quá trình thi công, nếu có nảy sinh những cái vướng mắc bất cập thì chúng tôi sẽ kịp thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công và ủy ban nhân dân các cái xã phường giải quyết kịp thời những cái khó khăn vướng mắc này. Dạ vâng ạ, tôi tổ thư ký đã tiếp nhận được một câu hỏi của người dân ở Nga Sơn, Lộc Nga, cũng liên quan đến tuyến đường tránh quốc lộ 20 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Anh hỏi là khi tuyến đường tránh này đã gần hoàn thành, vậy thì tuyến đường dân sinh theo như ông vừa mới trả lời thì chính xác khi nào, thời điểm nào sẽ được xây dựng và hoàn thành dự kiến để người dân có thể an tâm sinh sống và làm việc ở đây? Thực ra thì một số tuyến đường này thì cũng đã được làm đó, và đang tiếp tục tức là hoàn thiện một số những cái tuyến đường khác. Vậy thì dự kiến cái thời điểm hoàn thiện là thế nào ạ? Thực ra thì sẽ là trong năm 2019 này thì chúng tôi sẽ hoàn thiện. Ủy ban thành phố Bảo Lộc cũng đã có văn bản tức là gửi cho phòng quản lý đô thị, rồi các ủy ban nhân các cái xã phường mà có cái tuyến đường tránh đi ngang thì yêu cầu tức là ra soát lại, không những tức là những cái mà bà con đã phản ánh mà có những cái tức là thấy ở ngoài hiện trường bất cập thì cũng thống kê lên để tức là làm sao làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong cái thời gian tức là thi công tuyến đường tránh này, tránh trường hợp tức là khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng rồi thì sẽ phát sinh mà sẽ không có cái chi phí kinh phí để thực hiện cái này. Vâng ạ, chúng tôi cũng như là người dân đều hết sức kỳ vọng rằng là trong năm 2019 thì những vấn đề phát sinh tại tuyến đường tránh này sẽ được giải quyết và khắc phục. Cảm ơn ông ạ. Vâng, để cùng với cả nước phấn đấu đạt mục tiêu là 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 thì bên cạnh việc tạo thuận lợi trong đăng ký thành lập mới thì rõ ràng là tỉnh Lâm Đồng của chúng ta cũng phải tính đến cái giải pháp là quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Vậy thì đây có phải là thách thức đang đặt ra đối với địa phương chúng ta hay không ạ, thưa ông Nguyễn Văn Cường? Vâng, tôi nghĩ rằng là cái công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập mà không phải bây giờ mới là đặt ra thách thức, và cái vấn đề này nó cũng là thách thức trong thời gian vừa qua. Và trong cái bối cảnh như hiện nay thì chính phủ rất quan tâm, cũng như là lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến cái chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp với mục tiêu là chúng ta đạt được 10.000 doanh nghiệp vào năm 2020, thì là cái vấn đề quản lý doanh nghiệp cũng là một cái thách thức bởi mấy cái lý do như thế này. Cái thứ nhất thì doanh nghiệp đăng ký thành lập nhiều thì đây là một tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế Lâm Đồng cũng như lãnh đạo của địa phương. Nhưng ngược lại thì nó cũng gây ra một cái áp lực là cái lực lượng cán bộ công chức làm trong cái công tác đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh thì không tăng, thậm chí chúng ta phải giảm theo cái lộ trình về cái tinh giản biên chế của Đảng. Cái thứ hai là doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên rất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó là cái công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký hoạt động, sau đăng ký kinh doanh thì là phụ thuộc vào rất nhiều các cái ngành, các cấp khác nhau, mà mỗi cái ngành, các cấp khác nhau thì lại có những các cái quy định về các cái phương pháp kiểm tra, rồi thời gian kiểm tra cũng như là phương pháp quản lý khác nhau. Vì vậy mà
quản lý cái doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh nó cũng luôn luôn là một cái thách thức đặt ra cho các cái cơ quan quản lý nhà nước trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Cái mục tiêu của quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh ấy, là chúng ta phải đạt được mấy cái mục tiêu chính như thế này. Cái thứ nhất là để cho các cơ quan nhà nước kịp thời nắm bắt được những các cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình khởi nghiệp của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mới. Từ đó mà đưa ra những các cái giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển lên. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái quá trình kiểm tra như vậy á, thì cũng giúp cho cơ quan nhà nước kịp thời uốn nắn những các cái quá trình kinh doanh của doanh nghiệp mà thực hiện chưa đúng pháp luật để hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Và cái cuối cùng là cái công tác quản lý nhà nước kiểm tra đối với doanh nghiệp là phải bảo đảm được cái mục tiêu là không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với cái mục tiêu như vậy thì là các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có một cái giải pháp tương đối đồng bộ. Mặc dù là Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành cái quyết định 72 về quy chế phối hợp kiểm tra của các cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp, làm giảm cái phiền hà đối với doanh nghiệp trong cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên như tôi đã nói ở trên là cái công tác kiểm tra giám sát của rất nhiều ngành thì được ban hành bởi nhiều các quy định khác nhau. Vì vậy mà sự phối hợp này trong thời gian vừa qua cũng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì vậy mà một cái nữa là cái công tác thông tin tuyên truyền chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau để kịp thời tổng hợp mà nắm bắt được cái tình hình sức khỏe thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào, những khó khăn của họ ra làm sao và họ đang vướng mắc cái gì, thì là chúng ta cũng chưa kịp thời tổng hợp để báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra những các cái giải pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển mạnh lên. Thì đấy là những các cái thách thức tương đối lớn đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong hiện tại cũng như trong thời gian sắp tới. Vì vậy mà trong cái kế hoạch mà hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đưa ra một cái giải pháp mà tôi nghĩ đây cũng là một cái giải pháp cần phải làm cấp bách trong thời gian tới. Đấy là cải cách một cách toàn diện cái công tác quản lý kiểm tra chuyên ngành và kết nối thông tin, cổng thông tin quốc gia. Thì đây cũng là một cái mà để cho giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong cái điều kiện là nguồn nhân lực thì giảm, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng lên. Và thứ hai là chúng ta cũng phải đổi mới các cái phương pháp quản lý kiểm tra. Chứ nếu như chúng ta tiếp tục giữ các cái phương pháp quản lý và kiểm tra doanh nghiệp như truyền thống thì sẽ không đáp ứng được các cái yêu cầu của lãnh đạo cũng như là yêu cầu của doanh nghiệp. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông. Câu hỏi này của chị Dung ở thành phố Bảo Lộc có nội dung như thế này. Tôi có tìm hiểu về Nghị định 78 của Chính phủ quy định về đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, nhưng tôi chưa thấy có quy định cụ thể về thời gian giải quyết đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng kể từ khi tiếp nhận bản giấy của doanh nghiệp. Thế thì xin hỏi Sở Kế hoạch Đầu tư, nếu mà đăng ký doanh nghiệp qua mạng thì cách thức như thế nào và thời gian bao lâu? Như tôi cũng đã nói là các cái thủ tục đăng ký qua mạng hay là chúng ta tức là cái dịch vụ công trực tuyến ấy, hay là đăng ký trực tiếp thì cái thời gian giải quyết là như nhau. Nghĩa là khi mà cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ của các bạn qua trên mạng thì lập tức là phải tiến hành hướng dẫn nếu như là doanh nghiệp làm chưa đúng. Và còn nếu mà làm đã đầy đủ rồi thì phải thực hiện ngay cái thủ tục hành chính. Trong thời gian hiện tại chúng tôi là chúng tôi giải quyết cái thời gian về thủ tục đăng ký kinh doanh trong thời gian 2 ngày. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông. Hy vọng câu trả lời vừa rồi cũng đã giải đáp cái thắc mắc của chị Dung và cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ. Vâng, thưa ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, thành phố của chúng ta được đánh giá là địa phương có rất nhiều tiềm năng trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước, khi mà cơ sở hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư rất bài bản. Vậy thì xin hỏi lãnh đạo thành phố là địa phương sẽ có những động thái nào để tăng cường thu hút đầu tư để thực sự tạo nên cú hích xứng đáng với tiềm năng mà thành phố Bảo Lộc đã và đang có? Để tăng cường thu hút đầu tư cho hơn nữa, tạo cú hích xứng đáng với tiềm năng sẵn có của thành phố Bảo Lộc, Thành ủy Bảo Lộc trong tháng 3 vừa rồi thì đã thành lập ban chỉ đạo về thu hút đầu tư do đồng chí Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, và tiếp theo đó thì Ủy ban thành phố cũng đã thành lập cái tổ công tác này, và do đồng chí tức là
chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng, giao cho phòng kinh tế thì thường trực và trực tiếp làm việc hướng dẫn các nhà đầu tư, thủ trưởng các cái phòng ban chuyên môn, đơn vị là đơn vị thành viên để hỗ trợ nhà đầu tư và phân công một cán bộ phụ trách thu hút đầu tư để làm tốt cái điều này. Để làm tốt điều này thì Ủy ban thành phố sẽ thực hiện các cái nội dung sau. Cái thứ nhất là thực hiện công khai danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố đã được Ủy ban tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại cái quyết định 759 ngày 8/4/2016. Hàng năm ra soát bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư, và năm 2019 thì đề xuất bổ sung thêm 4 cái dự án trọng điểm vào danh mục kêu gọi đầu tư, đó là dự án sân golf, dự án sân bay Lộc Phát, dự án khách sạn cao cấp 5 sao và dự án cáp treo vào núi Sa Pung. Để làm tốt cái thứ hai là liên tục rà soát đôn đốc tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư đã được tỉnh Lâm Đồng cấp quyết định đầu tư, tiếp nhận giải quyết các khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của thành phố hoặc báo cáo Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng xem xét quyết định đối với các cái trường hợp không thuộc thẩm quyền. Thứ ba là tăng cường tham mưu Ủy ban nhân tỉnh và phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư trong việc nghiên cứu đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương gồm công nghiệp, sản xuất chế biến nông sản, thương mại dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, giáo dục đào tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Thứ tư là xây dựng các ấn phẩm tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh Lâm Đồng để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư tại địa phương. Thứ năm là hỗ trợ các nhà đầu tư cung cấp các cái thông tin công khai quy trình thủ tục hành chính và hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân đầu tư đối thoại với nhà đầu tư để kịp thời kiến nghị lên Ủy ban tỉnh tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, đảm bảo các cái dự án hoạt động hiệu quả, tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Ủy ban nhân thành phố và các sở ngành và nhà đầu tư. Dạ vâng, cảm ơn ông ạ. Hiện tại thì Lâm Đồng cũng đang thu hút một số dự án lớn đã được phê duyệt quy hoạch để kêu gọi đầu tư, đó là quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Đan Kia Suối Vàng hoặc là quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hòa Bình Đà Lạt cùng với nhiều công trình trọng điểm. Vậy thì những giải pháp nào đã được tỉnh đưa ra nhằm trải thảm thu hút các cái nhà đầu tư lớn và có tiềm lực để đầu tư mạnh vào các dự án này ạ, thưa ông Nguyễn Văn Cường? Trong như các bạn đã biết là trong thời gian vừa qua thì tỉnh Lâm Đồng chúng ta luôn luôn chú trọng đến cái công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút được những các cái nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, về công nghệ, về kinh nghiệm trong cái quá trình thi công những các cái dự án tương tự để vào đầu tư tại Lâm Đồng. Thế thì cũng như các năm vừa qua thì Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh Lâm Đồng cũng đã đứng ra tổ chức rất nhiều các cái hội nghị xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước nhằm kêu gọi các cái nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên đối với những các cái dự án trọng điểm như bạn đã nói, và trong cái bối cảnh và cạnh tranh giữa các địa phương để tìm được những các cái nhà đầu tư thực sự có tiềm lực về tài chính và công nghệ đến đầu tư thì đây là một trong những cái vấn đề lớn đặt ra cho lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng. Thì ngoài cái chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch mà chúng ta thường tổ chức ở các cái địa phương lớn của trong cả nước cũng như ở ngoài nước, thì đến nay là tỉnh cũng đã có những các cái đổi mới là chúng ta phải chủ động tìm hiểu, nghiên cứu những các cái nhà đầu tư mà thực sự có tiềm lực về kinh tế để chúng ta trực tiếp, thậm chí là chúng ta phải trực tiếp đến gõ cửa, mời gọi họ đến để đầu tư tại Lâm Đồng. Mặt khác là đối với những các cái dự án đầu tư mà thuộc diện phải đấu thầu dự án, thì trong cái quá trình xây dựng những các cái tiêu chí về đấu thầu dự án thì với tư cách là cái cơ quan tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư cũng luôn luôn quan tâm nhấn mạnh đến các cái tiêu chí về tiềm lực, về công nghệ, về tài chính và khả năng triển khai dự án
trong những các cái điều kiện tốt nhất để chúng ta đưa vào cái tiêu chí mời thầu, mời gọi các cái nhà đầu tư. Trên cái cơ sở như vậy thì chúng ta cũng sẽ mời gọi được những các cái nhà đầu tư lớn đến đầu tư tại Lâm Đồng, đặc biệt là những các cái dự án trọng điểm như bạn vừa nói. Bên cạnh đó thì song song với việc mời gọi họ đến rồi thì các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là chính quyền địa phương phải xuống vào để giải quyết nhanh các cái thủ tục hành chính cho doanh nghiệp để sớm triển khai dự án. Thì đấy là những cái giải pháp sắp tới để chúng ta nhằm kéo được nhiều các cái nhà đầu tư có tiềm lực vào tỉnh Lâm Đồng để đầu tư các cái dự án trọng điểm. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Cường. Và trong phần cuối của chương trình thì chúng ta sẽ dành thời gian để giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi mà quý vị khán giả vừa gọi đến cho chương trình. Câu hỏi đầu tiên gửi đến ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Lúc nãy tôi nghe chương trình thì có nhắc đến việc sáp nhập tổ dân phố và thôn, liệu có tình trạng sáp nhập rồi thì lại tách ra khi thấy không phù hợp hay không? Có nên thí điểm trước việc sáp nhập này hay không? Xin mời ông. Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó thực hiện cái nghị quyết 18 của Trung ương ngày 25 tháng 10 năm 2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Và căn cứ vào tiêu chí thôn, tổ dân phố được quy định tại thông tư số 14/2018 thì các thôn, tổ dân phố không đủ quy mô hộ gia đình thì đều phải sáp nhập. Và chúng tôi nghĩ rằng tức là việc sáp nhập này thì chúng ta tức là sẽ ổn định, chứ cũng không phải tức là sáp nhập rồi một thời gian lại bỏ ra. Vâng, cảm ơn ông. Thưa ông Nguyễn Văn Cường, câu hỏi của một khán giả hỏi là ở một số địa phương thì cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn đang trực tiếp nhận hồ sơ và tách riêng với bộ phận một cửa. Tuy nhiên ở một số địa phương thì lại nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh qua bộ phận một cửa, thì cán bộ tiếp nhận đó không phải là cán bộ đăng ký kinh doanh. Vậy thì điều này có gây mất thời gian và có gây ảnh hưởng tới quá trình đăng ký kinh doanh hay không ạ? Cái quá trình sắp xếp hệ thống bộ phận một cửa vào một cơ quan quản lý là nhằm cái mục tiêu là chúng ta sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến để giải quyết các thủ tục hành chính đối với cơ quan nhà nước. Còn việc bố trí sắp xếp cán bộ tại bộ phận một cửa, mặc dù nó có tách ra khỏi sở kế hoạch đầu tư, tuy nhiên thì trong cái quá trình bố trí sắp xếp thì cũng phải lựa chọn cán bộ đúng cái vị trí việc làm và đúng có cái khả năng để hướng dẫn cho các cái nhà đầu tư cũng như các cái tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác là một cách chính xác. Và để như tôi đã nói là sở kế hoạch đầu tư là với cái tinh thần là nhận hồ sơ là giảm thiểu nhất cái khả năng trả lại và yêu cầu các tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ, và nếu có bổ sung thì chỉ một lần. Vì vậy mà các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về các cán bộ công chức đang làm việc ở trong cái lĩnh vực bộ phận một cửa của tỉnh Lâm Đồng. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Đối với các câu hỏi của những người dân ở khu vực Nga Sơn, Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc gọi về cho chúng tôi để tiếp tục hỏi về việc triển khai xây dựng tuyến đường dân sinh tại tuyến đường tránh quốc lộ 20. Do thời gian của chương trình có hạn, vì vậy mà quý vị và các bạn có thể liên lạc đến tại phòng tiếp công dân của thành phố Bảo Lộc tại địa chỉ số 2 Hồng Bàng vào ngày 10 và ngày 25 hàng tháng để được lãnh đạo thành phố trực tiếp hướng dẫn và giải thích cụ thể. Và 60 phút phát sóng của chương trình đối thoại cải cách hành chính tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng và Sở Nội vụ Lâm Đồng phối hợp thực hiện cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự cộng tác của hai vị khách mời. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào chương trình này tháng sau.